Xin chào cả nhà. Hôm nay Hòa Dành xin đọc tiếp cho cả nhà nghe về truyền thuyết Mỹ nữ nhà bác sĩ Nu, trích trong quyển Người đẹp chùa hang, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, tác giả Nguyễn Hữu Thiện. Buổi tối, nhà quản thạch đèn mang sông sáng rực, mọi người quay quần trò chuyện. Hương trao con cho em chồng ẵm mặc áo dài đen, bưng khay lễ quỳ xuống nước mắt ròng ròng. Bà quản thạch vuốt ve, nhớ chồng quá mức khổ, ráng giữ mình nuôi cháu nghe con. Con người có sinh có tử, chỉ tội cho con bị thuốc mê phạm tội thất xuất. Hả? Hương quản thạch miệng há hốc, mắt tối sầm. Hương nói rõ tất cả, con Sen bị gia đình lôi sền sệt bắt cúi nằm dài. Ban đầu nó còn chối, sao chịu đòn roi cá đuối không nổi nên khai thật. Lý được mời cắt tóc, nhưng người tài phú nói anh đi khỏi từ sớm. Sau khi hỏi ý kiến thầy thông sanh, thay vì đợi 3 năm mãn tan thiệt, quản thạch đành gả dâu cho Lý để che sự nhục nhã. Ban đầu, cha mẹ Lý không bằng lòng cuộc hôn nhân kỳ lạ này, đến khi rõ nghĩa cử hy sinh giúp bạn, cha mẹ Lý đồng ý. Vả lại, Hương là con nhà danh giá, lịch sự khôn ngoan. Đám cưới đơn sơ tại nhà quản thạch, ông bà bắt rễ vì quá thương dâu và cháu nội. Từ đây quyền chủ trại cây của Lý bị kiểm soát chặt chẽ. Lý đâu cần tiền bạc, bấy lâu anh nhẫn nại chỉ vì Hương. Một lần gặp gỡ ngoài vườn, Hương đã có thai. Nhiều lần cô muốn phá, sợ nguy hiểm tánh mạng phải bỏ con. Tuy danh nghĩa vợ chồng, nhưng Lý không gần gũi Hương được nữa, vì cô vẫn còn căm hận anh. Lý càng thấm thía câu nói: giáo thiệt phục sức sang trọng, cùng hai vệ sĩ da đen cao lớn xách vali gõ cửa nhà thầy thông sanh vào lúc 7 giờ tối. Nhụy cô em vợ mừng quýnh lên, ông bà nhạc chạy ra ôm rễ khóc. Thì ra 6 tháng trước đi mua cây, thấy bạn hàng đem vàng bạc đá quý từ núi Kim Cương biên giới Thái về Nam Vang bán rẻ. Thiệt chiếc vốn ở lại mở tiệm Kim Hoàng buôn bán. Anh viết thư về cho cha mẹ an tâm và nhờ ti giáo dục xin nghỉ dạy. Nay làm ăn khấm khá, thiệt trở về thăm. Biết Lý mạo danh thư làm chuyện càng quấy, thiệt đau lòng than trách. Mình tham giàu mất vợ, Lý tham vợ mất anh em. Đời là một vòng luẩn quẩn. Anh mở nắp vali bóc cho Nhụy một đấm vàng ngọc rồi chia của làm 3 phần. Một cho vợ con, 2 phần còn lại chia đều dân cha mẹ hai bên dưỡng già. Anh tự giả ra đi. Thầy thông sanh cố giữ lại bày tiệc, thiệt khép nép giữ lễ. Ông nói, con phải tự nhiên thì người đi với con mới vui vẻ. Dớ, ông nói đúng, thưa cậu. Hai vệ sĩ uống rượu nhiều, rượu vài tuần thầy thông sanh mới thăm dò. Con có muốn gây án không? Thưa không, giáo thiệt nhỏ nhẹ như ngày nào. Hầm sơ sót của hai ông già mà hai đứa trẻ phân ly đau khổ. Lỗi tại con, chính con dẫn hắn về nhà. Lòng người sâu như biển, nhìn bề ngoài khó lường được. Con ghi địa chỉ trên ấy cho cha. Thưa, để khi nào rảnh con về thăm, cha bận tâm làm gì? Còn cha mẹ ruột, đã có vợ con lo. Xưa có vị thánh nữ ở với chồng là thợ săn. Người ta hỏi Phật, ngài nói, người tay chân lành lặn, bốc thuốc độc không bị nhiễm. Cũng như thế, nếu vợ con là người tốt, kẻ xấu không quyến rũ được đâu. Tiệc tàn, thiệt cương quyết ra đi. Ông bà nhạc và cô em út nhìn theo ứa nước mắt. Sau khi Hương sanh đứa con trai thứ hai với người chồng bất đắc dĩ, tay chân cứng cáp mạnh mẽ, cha mẹ ruột mới cho hay là giáo thiệt vẫn còn sống và gửi cho cô vàng ngọc. Hương không tin, cười ngất. Đến chừng cô em út khẳng định chắc chắn thì Hương ném đứa con oan nghiệt vào sọt rác, ca hát nghêu ngao. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, dốc nào thấp bằng dốc Nam Vang. Một tiếng anh than, hai hàng lụy nhỏ. Một sáng sớm cuối xuân nắng vàng rực rỡ, Hương đến nhà bác sĩ Nu ở núi Sam lễ phép hỏi: thưa bác sĩ, con là con gái lớn của thầy thông sanh. Bác sĩ gật gù tỏ ra hiểu biết. Vâng, cô cần gì nào? Em tỉnh như vậy mà người ta nói điên, dư luận ít khi đúng. Nhưng cô có vấn đề bệnh trạng, ở đây vài ngày sẽ khỏi. Em bị lừa gạt, người xưa lừa, người nay gạt. Ôi những kẻ ác độc. Cảnh này tốt, bác sĩ cho em làm người nhà quét dọn, chẻ củi nấu cơm thay cho viện phí. Bệnh em nhức đầu nóng lạnh sơ thôi, không phải hà tiện. Em muốn đoạn lìa dĩ vãng, không thích gặp lại những người quen, phiền toái. Cô sẽ được như ý muốn nếu làm việc, ăn ngủ, nghỉ đúng giờ giấc quy định. Thưa vâng, em cảm ơn bác sĩ. Thiếu phụ mừng rỡ, nét thiểu não biến tan, lồ lộ gương mặt trái son rất sáng, cổ trắng ngần, hình dáng thon thả. Đặc biệt đôi mắt bồ câu long lanh như gợn sóng. Từ đó mỗi khi rạng đông hừng sáng, chiều xuống nắng vàng, khu vực quanh nhà bác sĩ Nu có bóng hồng thấp thoáng. Lời tục phủ phàng, đâu hiểu lương y, ra tay tự mẫu cứu khổ cho người thiếu phụ có tâm sự trái ngang.
Đó là nội dung của câu chuyện truyền thuyết Mỹ nữ nhà bác sĩ Nu, trích từ Người đẹp chùa Hang, nhà xuất bản tổng hợp Đồng Nai, tác giả Nguyễn Hữu Thiện. Xin chào và hẹn gặp lại.